chó, bà con hạt ốc chó. Những người không ăn được hạt ốc chó bởi vì những người đó có bệnh thế này, có những trường hợp thế này thì không ăn được hạt ốc chó. Hạt ốc chó là người không ăn được là người đang đầy hơi, dạ dày, người bị tiêu chảy, người đang bị hệ tiêu hóa, người bị dị ứng, tăng cân, nghẹt thở, vết thương lẻ lét, khó lành, mỡ máu cao, tiêu chảy. Những người không ăn được hạt ốc chó là những người đang bị đầy hơi, dạ dày, tiêu chảy, bị đường tiêu hóa, dị ứng, tăng cân, nghẹt thở, vết thương lẻ lét khó lành, mỡ máu cao, tiêu chảy là không ăn được hạt ốc chó, bà con ơi, bà con ơi. Đó. Còn ra là nó rất là tốt cho mọi người. Đó là hạt ốc chó nó tốt, nó giàu chất xơ, vitamin, protein, tăng cường chức năng não bộ, khả năng tốt cho trí nhớ, tim mạch. Đó, bà con thấy tốt không? Tốt không? Không không? Khả năng tốt, trí nhớ, tim mạch, tiểu đường, béo phì, tốt cho da, tóc, móng, tốt cho việc giảm cân. Mà nên ăn 9 quả, đó, nên ăn 9 quả một ngày, ăn 6 ngày thì nghỉ rồi mới ăn tiếp. Đó, chúng ta chỉ ăn được ở vậy nè bà con nha. Chúng ta ăn chỉ có 9 quả thôi, 9 quả hạt ốc chó nè. Đó, nhưng mà một ngày ăn 6 ngày thì phải nghỉ một ngày. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào nào, khi ăn hạt ốc chó rất là tốt. Xin chào, tạm biệt, tạm biệt.